10 con đường nguy hiểm nhất Việt Nam. Việt Nam của chúng ta là rừng vàng biển bạc. Vẻ đẹp của dải đất hình chữ S này không chỉ bởi những bãi biển trải dài và nắng ấm chan hòa, mà còn bởi sự hùng vĩ của núi rừng và những con đường đi quyến rũ cũng như đầy mạo hiểm. Bạn đã sẵn sàng để khoác ba lô lên đường chưa? Nào, hãy cùng Go Việt Nam khám phá 10 con đường đèo nguy hiểm nhất Việt Nam nhé! Thứ nhất, đèo Ô Quy Hồ. Đèo Ô Quy Hồ hay đèo Trạm Tôn chính là một trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, là cung đường đèo dài nhất Việt Nam với độ dài lên đến 50 km và gần như không có một đoạn nào thẳng. Các khúc cua liên tục có thể khiến bạn chóng mặt khi đi qua nơi đây. Nằm ở độ cao trên 2.000 m ở trên tuyến quốc lộ 4D cắt ngang qua dãy Hoàng Liên Sơn, đỉnh đèo là ranh giới giữa hai tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đối với mỗi dân phượt, đổ đèo Ô Quy Hồ vào những ngày nắng đẹp trời trong chính là sự may mắn của cuộc đời. Số 2, đèo Mã Pì Lèng. Mã Pì Lèng là con đèo thứ hai trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam, được mệnh danh là cung đường nguy hiểm bậc nhất các tỉnh phía Bắc với độ dài 20 km, nằm trong cung đường Hạnh Phúc nối liền Đồng Văn với thị trấn Mèo Vạc. Đèo được xây dựng để vượt qua đỉnh Mã Pì Lèng cao 1.200 m. Cung đường dài 20 km này được hàng vạn thanh niên xung phong thuộc 16 dân tộc của 8 tỉnh miền Bắc Việt Nam làm trong 6 năm, từ năm 1959 đến năm 1965. Tên của con đèo này, Mã Pì Lèng, theo tiếng Quan Hỏa là sống mũi con ngựa, để chỉ sự hiểm trở bậc nhất của đỉnh núi này dựng đứng như sống mũi của con ngựa vậy. Mã Pì Lèng được biết đến như những cung đường uốn lượn hiểm trở với những vách đá dốc đứng treo leo. Nhưng khi đặt chân lên đến đỉnh đèo, du khách tour du lịch Hà Giang sẽ cảm thấy khung cảnh nơi đây thật là tuyệt vời. Thứ ba, đèo Bắc Sum. Dốc Bắc Sum từ xã Minh Tân, Vi Xuyên lên đến xã Quyết Tiến, Quản Bạ cũng đặc biệt không kém với toàn cảnh hùng vĩ và những con đường ngoằn ngoèo luôn là thử thách cho những tay lái mỗi khi đi qua đây. Nằm dưới chân núi đôi, con đường dốc Bắc Sum giống như một con rắn nằm uốn mình dưới chân núi, đưa ta lên đến một vùng đất với sự khác biệt của cái không khí se lạnh hơn, của thiên nhiên giữa thung lũng Tam Sơn tuyệt diệu hơn, với màu sắc xanh mượt mà của lúa hay có khi là màu vàng của lúa chín lại càng khiến núi đôi trở nên quyến rũ, thu hút hơn hẳn. Thứ tư, đèo Khao Phạ. Đèo Khao Phạ cũng nằm trong tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam. Đèo Khao Phạ đi qua rất nhiều địa danh nổi tiếng như là La Pán Tẩn, Mù Căng Chải, Tú Lệ, Chế Cu Nha hay Nậm Có. Nằm ở độ cao từ 1.200m đến 1.500m so với mực nước biển, đèo vượt qua đỉnh núi Khao Phạ, ngọn núi cao nhất vùng Mù Căng Chải. Tên gọi của đỉnh núi này trong ngôn ngữ của dân tộc Thái có nghĩa là sừng trời, là chiếc sừng núi nhô lên tận trời, do các chóp núi thường nhô lên giữa biển mây bao quanh như một chiếc sừng. Con đèo này là một trong những cung đường đèo có độ dốc cao nhất Việt Nam, vượt qua đỉnh Khao Phạ, ngọn núi cao nhất vùng Mù Căng Chải, Yên Bái. Số 5, đèo Mã Phục. Sở dĩ đèo có tên là như vậy vì hai bên đường quốc lộ có hai khối đá vôi thành dựng đứng vào nhau như hai con ngựa nằm phủ phục. Đây là con đèo đẹp nhất trong các con đèo trên trục đường quốc lộ số 3 từ Phủ Lỗ đến cửa khẩu Tà Nùng, cách Cao Bằng 22 km, thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, nay là ranh giới huyện Hòa An và huyện Trà Lĩnh, Cao Bằng. Đặc biệt, phong cảnh hai bên đèo rất đẹp. Tới đây, bạn sẽ được nhìn thấy những cánh đồng hoa tam giác mạch vào mùa xuân và những ruộng ngô xanh rì khi hè tới. Thứ 6, đèo Sa Mù. Đèo Sa Mù nằm ở phía tây bắc tỉnh Quảng Trị, nối liền hai xã Hướng Phùng và Hướng Việt của huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Bình. Cung đèo có độ cao gần 1.400m so với mực nước biển, giáp với biên giới Việt-Lào. Sở dĩ, con đèo này được đặt tên là Sa Mù bởi vì con đèo nơi đây mây phủ trắng xóa, có độ dài gần đến 20 km. Thứ 7, đèo Đá Đẽo. Đèo Đá Đẽo, một con đèo dài 17 km nằm trên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, gắn với một thời hào hùng lửa đạn thuộc địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Từ Đồng Hới đi lên đường Trường Sơn hay đường Hồ Chí Minh rồi lên đèo Đá Đẽo chỉ chừng 100 km. Đèo Đá Đẽo có tên gọi như vậy bởi đèo nằm vắt ngang qua đỉnh của một ngọn núi đá vôi với chiều dài hơn 10 km. Trong chiến tranh, đèo chỉ là một con đường mòn, nhưng khi những thế hệ thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn, người đi trước đẽo đá mở đường, người đi sau tiến bước, bởi vậy mà đèo có tên là đèo Đá Đẽo. Với những khúc cua tay áo và cánh rừng già nguyên sinh, đèo Đá Đẽo là cung đường mà nhiều tay lái muốn thử thách bản thân mình. Một thông tin thú vị về đèo Đá Đẽo. Đèo Đá Đẽo là một trong hai địa điểm được đạo diễn người Mỹ Jordan Vogt Roberts chọn làm bối cảnh để quay những thước phim hoành tráng của phim Công The Skull Island ra mắt năm 2017.
Số 8. Đèo Hải Vân. Được ví là thiên hạ đệ nhất hùng quan, đèo Hải Vân nằm trên dãy núi Bạch Mã và là ranh giới tự nhiên giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và thành phố Đà Nẵng. Đèo Hải Vân có chiều dài là 21 km, đỉnh cao nhất tới gần 500 m và là cung đèo nổi tiếng hiểm trở bậc nhất. Trước đây khi chưa có hầm đường bộ xuyên đèo, đèo Hải Vân luôn luôn tấp nập những dòng xe cộ đi lại. Ngày nay, đèo Hải Vân lại mang lại vẻ đẹp lặng lẽ và nên thơ, luôn chào đón những chuyến du lịch khám phá bất ngờ của những du khách ưa thích những trải nghiệm mới lạ. Hải Vân Quan là điểm dừng chân ngắn trong chặng đường chinh phục đèo Hải Vân. Đây không chỉ là điểm dừng chân cho du khách chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên, sơn thủy hữu tình, mà nó còn mang vẻ đẹp kiến trúc cổ gắn liền với nhiều dấu ấn lịch sử. Hải Vân Quan chính là cửa ải quan trọng trấn giữ đường thiên lý Bắc Nam có từ thời Lê. Đến triều Nguyễn năm 1826, vua Minh Mạng cho xây dựng Hải Vân Quan thành một trong những tổ hợp công trình để phòng thủ cho kinh thành Huế cũng như giám sát các hoạt động ở trên cửa biển Đà Nẵng. Số 9. Đèo Cả. Đèo Cả là một trong những con đèo lớn và nguy hiểm nhất miền Trung. Đèo cao 333m, dài 12km, cắt ngang qua dãy núi Đại Lãnh ở chỗ giáp ranh giữa hai tỉnh Phú Yên là huyện Đông Hòa và Khánh Hòa là huyện Vạn Ninh, nằm trên quốc lộ 1A. Một bên đèo là vực sâu thăm thẳm đến sát biển, còn một bên là đồi núi điệp trùng nối nhau với những mỏm đá nguy hiểm. Khí hậu mát mẻ quanh năm, từ đây có thể đi đến các địa điểm du lịch khác. Đứng trên đỉnh đèo Cả, bạn có thể phóng tầm mắt nhìn ra một khoảng trời rộng lớn, một bức tranh sơn thủy hữu tình hiện lên từ đồng bằng đến núi rừng. Một số thông tin lịch sử thú vị về đèo Cả thì đèo Cả chính là ranh giới giữa Đại Việt và Chiêm Thành suốt gần 200 năm, từ năm 1471 đến năm 1653. Địa hình hiểm trở của đèo Cả đã ngăn cản bước chân của vua Lê Thánh Tông mở mang bờ cõi năm 1471. Sau này, đèo Cả cũng trở thành bãi chiến trường giữa quân Pháp và Việt vào năm 1947. Ngoài ra, do thời tiết và khí hậu đặc biệt mà nơi đây đã từng là nơi sản xuất trầm hương và kỳ nam, là loại gỗ quý có giá trị. Số 10. Đèo Ngoạn Mục. Đèo Ngoạn Mục hay còn gọi là đèo Krông Pha, một địa danh của người Chăm hiện vẫn còn, người Việt đọc là Sông Pha, còn người Pháp thì gọi là Ben Vi, là một trong những đèo núi đẹp nhất Việt Nam tại tỉnh Ninh Thuận. Men theo những sườn núi dựng, nối thung lũng Ninh Sơn với cao nguyên Lang Biang. Đèo Ngoạn Mục được người Pháp xây dựng sau khi phát hiện ra Đà Lạt. Đèo dài 18,5 km, có độ dốc trung bình trên 9 độ. Do vậy, đây cũng là đèo có độ dốc lớn nhất ở các tỉnh phía Nam. Đèo Ngoạn Mục là một trong những đường đèo hùng vĩ và đẹp nhất Việt Nam. Đèo Ngoạn Mục hấp dẫn du khách với cảnh sắc thay đổi liên tục theo thời gian và không gian. Lên đèo Ngoạn Mục vào buổi sáng sớm bằng xe máy, du khách dễ bị choáng ngợp bởi những cụm mây mù mịt. Lên đèo Ngoạn Mục vào những chiều đông, có thể đứng ở vực cao ngắm ra khoảng rừng với những vách đồi trước mặt, ngắm nhìn những mảnh rừng đổi màu lá xanh lá đỏ. Lên đèo Ngoạn Mục vào những đêm trăng sáng, dễ nhận ra không gian huyền ảo giữa bao la núi rừng. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua 10 con đèo nguy hiểm nhất Việt Nam. Hẳn bạn cũng sẽ thắc mắc khi chúng ta đã nhắc đến 3 trong tứ đại đỉnh đèo, đó là đèo Ô Quy Hồ, đèo Mã Pì Lèng và đèo Khao Phạ. Vậy, đỉnh đèo cuối cùng trong tứ đại đỉnh đèo này là đèo nào? Đó chính là đèo Pha Đin. Hiện nay, đường tránh đèo Pha Đin đã được hoàn tất năm 2009, nên tuyến đường đèo không còn được nhiều xe cộ lưu thông như trước nữa. Hơn nữa, đèo Pha Đin có địa thế rất hiểm trở, địa chất không ổn định, có nhiều điểm có nước ngầm và có hiện tượng đá lăn rất nguy hiểm, do đó không còn phù hợp để thưởng ngoạn.